Rồi em chào anh em nha. Hò quá không có test gì được nè. Rồi thì với bộ ghép như thế này á, thì hôm trước em ghép A65 với Everest 66.000 quá là phê rồi. Hôm nay thì chúng ta ghép với cũng là JBL, dòng siêu phẩm siêu cao cấp của JBL, đó là K2S99 rồi sẽ kinh nghiệm đến anh em nha. Anh em nghe tiếng bass cực kỳ sâu, mềm đầy, không bị ùi ha. Dãy trên đáp ứng rất là ok. Đó thì anh em nghe để anh em cảm nhận ha. Cái bài này cũng test nhiều rồi, chúng ta là một bài rồi mà anh em nghe bài đoạn ngắn quen thuộc chúng ta kết thúc nha. Cặp loa thì đang có mức giá là trên 400 triệu anh em nha. Anh em yêu thì alo cho em một cặp loa siêu phẩm còn thùng shop anh em. Thank you.
sớm ngõ phải bắt xe sớm thề một cô cô truyền nhạc rồi một chữ này sơn sơn giá dẫm có mộng sớm nhường sài gòn lập hát chân đông quay ngõ một chi hơn xâm trúc bất có kỳ vọng bất kỳ sai nhân mình là số chấm đích sân lộ si bình thường mô nhân như vô sơn nhân trời xâm đích lấy sơn như ngõ chuẩn bị nhân sơn sơn nhân ngồi đích si chốc sĩ chi phần thật bình ngõ xâm bình nhường. Rồi với bộ ghép này thì quá là ok, anh em nào yêu thì alo cho em. Bộ rời bao C2850 cộng với A65 thì giá của em nó ngoài ngoài 270 triệu anh em nha. Anh em nào yêu thì cứ alo cho em nha để có mức giá tốt nhất nha. Rồi xin chào anh em, chào các bác.